Nga tuyên bố phá hủy các kho đạn của Ukraine ở vùng Donbass. Ukraine có dấu hiệu triệt thoái nhưng cối xay thịt Bakhmut vẫn chạy. Nga dùng pháo phòng không tập kích cứ điểm Ukraine. Đài Loan phát hiện Trung Quốc điều 71 máy bay và 9 tàu chiến áp sát tuần hành tại 70 thành phố ở Đức, kêu gọi đàm phán giải quyết xung đột Ukraine. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết vào ngày 8 tháng 4 rằng trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã xóa sổ các kho đạn dược của Ukraine ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Kherson và Zaporizhia thuộc miền đông Ukraine phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu của Kiev. Tướng Konashenkov thông báo, tổng cộng 3 kho đạn pháo và tên lửa của Ukraine ở khu Konstantinovka, Donetsk, Berislav, Kherson, Orekhov và Zaporizhia đã bị tiêu hủy. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng tên lửa, không quân và pháo binh Nga đã tấn công 92 đơn vị pháo binh và phương tiện chiến đấu của đối phương ở 114 khu vực. Trong 24 giờ qua, phòng không Nga cũng đánh chặn 7 đạn rocket và 7 máy bay không người lái của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã tổn thất 406 máy bay chiến đấu, 228 trực thăng, 3.702 UAV, 415 hệ thống phòng không, 1.078 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 4.532 pháo dã chiến và súng cối cùng 9.342 phương tiện quân sự đặc biệt. Trong khi đó, Washington Post dẫn lời một nguồn tin riêng tiết lộ quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng và buộc phải hạn chế sử dụng đạn dược hoặc dùng cả đạn lỗi. Theo thông tin của Washington Post, quân đội Ukraine hiện nay ngày càng phải cân nhắc hơn trong việc lựa chọn mục tiêu, thường ưu tiên các phương tiện thay vì các nhóm nhỏ bộ binh. Hiện tại Ukraine đang bắn khoảng 7.700 quả đạn pháo mỗi ngày, nghĩa là cứ 6 giây lại bắn đi một quả đạn. Theo một vài ước tính, số đạn pháo Nga đang bắn mỗi ngày cao gấp 3 lần Ukraine. Bài báo cũng cho biết, đạn pháo sử dụng cho các khẩu pháo do Liên Xô chế tạo của Ukraine vốn chiếm đa số trong kho vũ khí của họ. Từ lâu đã thiếu hụt và chính quyền Kiev phải dựa vào đạn pháo phương Tây. Tuy nhiên, Kiev đối mặt với một số vấn đề khác là họ có nhiều pháo kiểu NATO nhưng lại thiếu đạn. Washington Post ước tính, với nhịp độ sử dụng hiện tại của Ukraine, các kho đạn dược này có thể sớm cạn kiệt bởi phương Tây đang phải chật vật để tăng cường sản xuất đạn pháo bổ sung. Theo bài báo, nhiều quốc gia có kho đạn pháo thời Liên Xô vẫn ngần ngại cung cấp cho Ukraine bởi mối quan hệ của họ với Nga. Mặc dù quân đội Ukraine đã bị đánh bật khỏi trung tâm thành phố Bakhmut, nhưng không có nghĩa là cuộc chiến tại Bakhmut đã kết thúc. Giao tranh vẫn xảy ra quyết liệt ở các cứ điểm ngoại ô thành phố. Theo thông tin từ các phóng viên chiến trường độc lập, hiện quân đội Ukraine chỉ còn chốt giữ ở bốn con đường khu vực phía tây. Như vậy, trên thực tế, quân nga đã tràn ngập khoảng 72% diện tích Bakhmut, còn trên 15% là vùng xám, khác xa những thông tin của Ukraine và phương Tây. Hiện tất cả những tòa nhà hành chính và cơ sở công nghiệp quan trọng ở Bakhmut đều nằm dưới sự kiểm soát của lính đánh thuê Wagner quân đội Ukraine đã rút lui cách trung tâm khoảng 500 đến 700 mét về phía Tây và dồn lực lượng còn lại về các phố Valensky, Tchaikovsky, Yubilenaya và một phần phố Korosunsky. Những tàn quân còn lại của quân đội Ukraine mặc dù không còn tâm thế sẵn sàng phản công, tuy nhiên họ vẫn kiên quyết không lùi bước trước sức mạnh các đợt pháo kích dữ dội của quân đội Nga. Cùng thời điểm này, nhiều nguồn tin cho biết trong quá trình rút lui, Quân đội Ukraine đã cho nổ tung một tòa nhà ở trung tâm Bakhmut, bao gồm cả cơ quan hành chính thành phố và cơ quan thanh tra thuế. Điều này được cho là để ngăn lực lượng nga chiếm các vị trí chiến lược thành công. Trước đó, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tập trung các đơn vị từ Bakhmut đến Avdiivka gần Donetsk, nơi có một cuộc tiến công thành công của quân đội nga. Cùng ngày, cố vấn Yan Gagin của ông Denis Pushilin nói rằng. Ukraine mất từ 15.000 đến 20.000 người trong các trận chiến giành Bakhmut. Ông nhấn mạnh, phần lớn các thành phố này do quân đội Nga kiểm soát, trong khi khu công nghiệp của nhà máy chế biến luyện kim màu Azom đã nằm trong tay quân đội Nga. Cùng thời điểm này, truyền hình quân đội Nga cũng công bố video đơn vị đổ bộ đường không Kostroma tham chiến tại Ukraine sử dụng pháo phòng không S-60 cỡ nòng 57mm để tấn công các chốt phòng thủ của Ukraine trong rừng. Trong video, bệ pháo S-60 được đặt trên xe tải Uran 4320 để tăng khả năng cơ động. Khẩu đội pháo di chuyển vào vị trí và bắt đầu khai hỏa, đồng thời sử dụng máy bay không người lái UAV để trinh sát mục tiêu, xác định điểm nổ và hiệu chỉnh đường đạn. Chưa rõ thiệt hại của lực lượng Ukraine, thời gian và địa điểm ghi hình không được quân đội Nga tiết lộ nhưng dường như trận đánh diễn ra gần thành phố Kremina ở tỉnh Lugansk, một trong những trọng điểm giao tranh giữa Nga và Ukraine suốt nhiều tháng qua. Thành phố Kremina nằm cách Bakhmut khoảng 40 km về phía bắc, được cả Moscow và Kiev coi là một phần trong chuỗi mặt trận có liên quan chặt chẽ với nhau ở vùng Donbass. Hãng tin RT dẫn lời ông Sergei Aksenov, người đứng đầu chính quyền Crimea, ngày 8 tháng 4 cho biết, một tên lửa phóng từ phía Ukraine đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn rơi ở thị trấn Feodosia, phía đông nam bán đảo Crimea. Feodosia cách vị trí quân sự gần nhất của Ukraine ít nhất 250 km. Một cố vấn của ông Arsenov sau đó nói rằng mảnh vỡ của tên lửa Ukraine bị bắn hạ đã rơi xuống một khu dân cư ở Crimea, song không có thiệt hại về người hay vật chất. Truyền thông địa phương đăng tải các hình ảnh cho thấy cột khói lớn bốc lên từ hiện trường và hình ảnh được cho là mảnh vỡ của tên lửa Bán đảo Crimea sắp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Nơi đây có một số căn cứ hải quân lớn của Nga và được coi là trung tâm hậu cần quan trọng nhằm tiếp tế cho lực lượng Moscow ở Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm, Crimea nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích mà Moscow cáo buộc do Ukraine thực hiện, nhưng Kiev bác bỏ. Tháng trước, giới chức địa phương nói rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn rơi một số máy bay không người lái của Ukraine ở thị trấn Dzhankoy trên bán đảo. Vừa qua, một đoạn video được công bố ghi lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào hệ thống tên lửa Thor M2 của Nga. Cụ thể, đoạn video do quân đội Ukraine chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cho thấy máy bay không người lái UAV của Ukraine lao thẳng vào mục tiêu của Nga hệ thống tên lửa Thor M2 phát nổ sau khi trúng hỏa lực từ UAV Ukraine. Hình ảnh từ video cho thấy khói bốc lên sau vụ tấn công và hệ thống Thor M2 bị phá hủy. Quân đội Ukraine cho biết họ đã sử dụng một UAV mang theo chất nổ trong cuộc tấn công. Phía Ukraine không tiết lộ video được quay ở địa điểm nào. Mới đây, Trung tướng Sergei Nayef Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên quân, cơ quan tham mưu cấp cao trong quân đội Ukraine cho biết, tình hình chiến sự vùng tác chiến phía Bắc ổn định và được kiểm soát tốt nên quân đội tận dụng để củng cố phòng tuyến biên giới. Chúng tôi tiếp tục mở rộng hệ thống công sự ở khu vực tiếp giáp Belarus và Nga. Ông Nayef cho biết, quân đội Ukraine đã thiết lập một số bãi mìn chống tăng ở các vùng xe tăng có khả năng dễ dàng tiếp cận, cũng như những tuyến cầu đường và cánh rừng mà lực lượng đối phương có thể sử dụng để tiến sâu vào lãnh thổ. Ông chia sẻ thêm, riêng trong tuần này, các đơn vị công bình đã lập hàng chục trận địa với hơn 6.000 quả mìn chống tăng, đào hơn 7.000 mét công sự chống tăng và chiến hào. Các phòng tuyến được gia cố thêm bằng gỗ. Quân nhân Ukraine làm việc liên tục trong mọi điều kiện thời tiết. Belarus từng cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tiến công Ukraine hồi đầu năm 2022. Nga tháng trước tuyên bố đạt được thỏa thuận bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Ukraine nhiều lần cáo buộc nước láng giềng phía bắc dự định liên quân với Nga để chống lại Ukraine, song Belarus bác bỏ. Theo RT đưa tin, nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov, ngày 8 tháng 4 bày tỏ quan điểm về kế hoạch của Ukraine nhằm mở chiến dịch phản công mùa xuân nhằm chống lại Nga. Ông cho rằng, nếu Ukraine quyết định tấn công thì điều này sẽ có lợi với Nga vì binh sĩ Moscow sẽ chiến đấu trong điều kiện thuận lợi hơn. Ông giải thích, để phản công thành công, Ukraine cần nguồn lực lớn. Thiệt hại cho phía tấn công là không thể tránh khỏi. Trong khi đó, Nga ở trong tình thế thuận lợi và đã kiểm soát được những vị trí kiên cố. Nhà lãnh đạo Chechnya cũng cho rằng Nga đã mài rũa chiến thuật của mình và có thể dự đoán các động thái của Ukraine trên chiến trường. Ông cho biết thêm, việc phòng thủ sẽ cho phép chúng ta sử dụng ít tài nguyên hơn so với đối phương. Thông tin về việc Ukraine sắp phản công Nga đã xuất hiện trong thời gian qua từ phía các quan chức Kiev và phương Tây. Hôm 7 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng cuộc phản công của Kiev có thể bắt đầu trong vài tuần tới, trong khi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov dự đoán rằng nó sẽ được tiến hành vào tháng 4 hoặc tháng 5 và có thể phát triển theo nhiều hướng. Mùa hè này, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ khởi động cuộc tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử 74 năm của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của hơn 220 máy bay và 10.000 binh sĩ từ 24 quốc gia. Cuộc tập trận phòng không Air Defender dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 6, được tổ chức nhằm tạo ra một mặt trận thống nhất ở châu Âu trong bối cảnh xung đột Ukraine đang đi vào bế tắc. Khoảng một nửa phương tiện tham gia tập trận thuộc lực lượng vệ binh quốc gia không quân Mỹ, ANG. Trong một cuộc họp báo ngày 5 tháng 4, chỉ huy ANG, Trung tướng Michael Law cho biết cuộc tập trận cũng đánh dấu đợt triển khai xuyên Đại Tây Dương lớn nhất của lực lượng này kể từ chiến tranh vùng vịnh. Tướng Law nhấn mạnh, chúng ta có thể tập hợp liên minh một cách nhanh chóng với lực lượng đáng tin cậy để bảo đảm nếu Nga giàn quân ở biên giới NATO thì chúng ta sẵn sàng hành động. Chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất Cuộc tập trận Air Defender được ví như phiên bản sinh đôi của cuộc tập trận người bảo vệ châu Âu hàng năm của lục quân Mỹ được triển khai từ năm 2018 dưới sự dẫn dắt của quân đội Đức. Theo tướng Lò, cuộc tập trận này không đặt ra kịch bản NATO phải đối đầu với một kẻ thù cụ thể nào. Tuy nhiên, sự kiện cũng sẽ giúp lực lượng cơ hội có được những kinh nghiệm quý báu trong khu vực và phối hợp với những đối tác châu Âu. Theo hãng tin Reuters, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, tính tới 16 giờ chiều 8 tháng 4 theo giờ địa phương, họ phát hiện 71 máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó có tiêm kích và máy bay ném bom, đã băng qua đường phân cách không chính thức trên eo biển Đài Loan hôm nay. Ngoài ra có 9 tàu chiến Trung Quốc xuất hiện quanh Đài Loan. Bắc Kinh gia tăng hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 5 tháng 4 khi quá cảnh ở bang California, Mỹ sau khi bà có chuyến công du đến khu vực Mỹ Latin. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng Trung Quốc đang dùng chuyến quá cảnh của bà Thái Anh Văn ở Mỹ làm cái cớ để tiến hành các cuộc tập trận quân sự, gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Quân đội Đài Loan tuyên bố sẽ phản ứng với thái độ bình tĩnh, hợp lý và nghiêm túc. Trong khi đó, truyền hình quốc gia của Trung Quốc công bố các cảnh quay về cuộc tập trận của quân đội nước này. Các cảnh quay cho thấy tàu chiến trên biển và các bệ phóng tên lửa di động trong trạng thái sẵn sàng nhưng không có cảnh tên lửa được phóng đi. Hãng tin Reuters nói rằng họ không thể xác định các cảnh trên được quay khi nào và ở đâu. Trung Quốc đã khởi động cuộc tập trận quân sự xung quanh đảo Đài Loan ngày 8 tháng 4. Họ gọi đây là cảnh báo nghiêm túc đối với chính quyền Đài Loan sau cuộc gặp giữa bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Hàng chục nghìn người Israel đã một lần nữa tham gia các cuộc biểu tình trong ngày 8 tháng 4 nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của thủ tướng Benjamin Netanyahu, bất chấp việc an ninh nước này đang được siết chặt sau hai vụ tấn công chết người trước đó một ngày. Tại trung tâm Tel Aviv, đám đông biểu tình đã bắt đầu bằng lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong những vụ tấn công trước đó, khẳng định sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi kế hoạch cải cách bị dẹp bỏ. Hôm 7 tháng 4, một công dân Italy đã thiệt mạng và năm du khách khác đã bị thương trong một vụ lao xe ở Tel Chỉ vài giờ sau khi hai công dân Israel thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng gần một khu định cư ở khu vực bờ Tây chiếm đóng. Diễn biến mới nhất trong loạt biểu tình phản đối kế hoạch trên đã được chính phủ Israel tạm dừng thúc đẩy trong tháng trước sau làn sóng đình công và biểu tình quy mô lớn suốt 3 tháng qua. Diễn ra trong bối cảnh Israel đang đối mặt với căng thẳng gia tăng ở thời điểm tháng lễ Ramadan của Hồi giáo. Tại khu vực quanh thánh đường al ở Jerusalem, hàng chục nghìn tín đồ Hồi giáo dự kiến sẽ tham gia các buổi cầu nguyện tối giữa lúc có nhiều quan ngại về các đợt bố giáp ban đêm của cảnh sát tiếp sau vụ hàng loạt rocket nã về phía Israel cũng như các đợt không kích đáp trả nước này vào Gaza và khu vực miền Nam Liban. Ngày 8 tháng 4, hàng nghìn người tại khoảng 70 thành phố trên khắp nước Đức đã xuống đường tuần hành, kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thông qua hòa đàm, đồng thời yêu cầu ngừng việc đổ thêm vũ khí vào quốc gia này. Các cuộc tuần hành truyền thống dịp lễ phục sinh của phong trào vì hòa bình đã diễn ra trên toàn nước Đức để kêu gọi đàm phán chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Mạng lưới Hợp tác Hòa bình cho biết các cuộc tuần hành đã diễn ra ở khoảng 70 thành phố trên toàn nước Đức như Berlin, Bonn, Bremen, Zepnik, Munich. Theo các nhà tổ chức, riêng tại Berlin có khoảng 2.000 người tham gia biểu tình. Ở Hanover có 1.200 người và hàng trăm người ở các thành phố khác. Những người tham gia tuần hành cũng kêu gọi chấm dứt cung cấp vũ khí của Đức sang Ukraine và hủy bỏ kế hoạch hiện đại hóa quân đội liên bang. Các biểu ngữ và áp phích của người biểu tình ở Berlin mang các dòng chữ kêu gọi hòa bình, bánh mì thay cho vũ khí, hòa bình với Nga. Trong khi đó, nhiều người biểu tình còn kêu gọi chính phủ Liên bang Đức và Liên minh châu Âu EU đàm phán hòa bình vô điều kiện, đồng thời phản đối việc cung cấp xe tăng và những vũ khí hạng nặng khác khiến xung đột ngày càng leo thang và kéo dài. Người tuần hành ở Bonn thì cho rằng việc liên tục đổ thêm vũ khí và vũ khí hạng nặng vào Ukraine không phải là giải pháp mà chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Nhà đồng tổ chức cuộc tuần hành ở Leipzig, ông Thorsten Schleip, nhấn mạnh giải pháp khả thi lúc này là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và khởi động đàm phán, thay vì tiếp tục xuất khẩu vũ khí và đẩy leo thang tới nguy cơ đối đầu vũ khí hạt nhân. Các biểu ngữ tại đây kêu gọi hãy kiến tạo hòa bình không phải bằng vũ khí. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin kính chào và gặp lại.